con tên là Bong Game, là trò chơi nổi tiếng lấy từ bóng bàn nhưng mà nó không có cái lưới. Mình chơi thử. Dạ như thầy và các bạn cũng đã thấy là nếu mà cái chiếc banh này mà đụng vô cái cạnh này thì bên bên đối thủ sẽ được một điểm. Là em sẽ giải thích về cái lệnh. Đầu tiên em sử dụng cái lệnh break, là tạo một cái object, một cái nhân vật nhưng mà nó là hình chữ nhật, và đây cũng là những cái hình màn hình chính, là chỉ số là 800 bề ngang và 400 bề dọc. Và cái background này là chị em đã tự tay vẽ cho em nhân vật chiếc. Đến với phần hệ thống thì em sử dụng hàm ba game Intin và Clock để mà có thời gian. Đây là những cái hàm, đây là hàm bone animation, là cái việc mà chiếc banh nó chạy, chiếc banh nó đi quay lại thì nó sẽ thay đổi theo bone speed. Bone speed thì ở dưới đây đã có rồi, nhưng mà nó ở trên đây cho nên là nó sẽ không tiếp cận được cái bone speed, cho nên sử dụng cái hàm global là để cho tất cả các biến ở trên đây á, đều có thể tiếp cận được mặc dù mình chưa có set giá trị cho nó. Tiếp theo là điều kiện va chạm thì em sử dụng hàm sự va chạm, là nếu mà chiếc banh chạm vào player thì và chiếc banh speed x là chiếc banh tốc độ di chuyển x nó bằng không thì sẽ quay ngược lại, và nếu mà nó ở dưới của player hay là nó ở trên của player cũng là quay ngược lại y, còn này quay ngược lại x. Nếu lại máy á, thì nếu mà trái banh bên trái đụng vào đối thủ bên phải thì nó cũng sẽ quay ngược lại x, còn ngược lại là quay ngược y. Đối với lại player thì em sử dụng cái lệnh đơn giản, nếu mà player y là bằng speed player thì em sử dụng global luôn. Và nếu mà cái này là kiểm tra va chạm, nếu mà em đi lên đây thì nó sẽ dừng lại giống vậy luôn, em đi xuống đây nó sẽ dừng lại và cả đối thủ cũng vậy. Tiếp theo là đến phần ball star, em sử dụng hàm global và chế banh ở giữa là cái phần này sẽ là chiếc banh nó sẽ đứng thẳng ở đây. Tiếp đến là current time, là get tick này á, là khi mà ấn nhỏ này á nó sẽ đếm một cái số mili giây liên tục, nếu mà nó dưới 700 thì em sẽ đến số 3, có nghĩa là mới vô nó em sẽ đến số 3, 3, 2, 1, là từ từ em sẽ kiểm tra tiếp lên dây số 2 rồi em sẽ kiểm tra đến dây số 3, em sẽ qua số 1 tại vì em đang đếm ngược. Và nếu mà time của em á, trừ nó nhỏ hơn 2 lần 1 là nó đang xong số 1, 2, 3, nó đang trên đếm ngược á, thì em sẽ vẫn để cho trái banh nó ở chính giữa và trái banh á, nó sẽ đi theo khác hướng khác nhau. Nếu mà khi mà dừng lại á, ví dụ giờ em để thua là nó sẽ đi qua chỗ khác, nó sẽ bay qua hướng khác đó. Và em còn một cái biến điểm số và một số ký ức key down rất khá là đơn giản, và này là hàm vẽ vẽ hình chữ nhật, còn đây là điểm điểm số của từng nhân vật, và đây là vị trí một bên là bên phải bên bên trái, và một bên là nếu mà thời gian điểm thì cái banh star sẽ bắt đầu. Còn này là cái AA line, này là cái điện, là cái dây ở giữa này đó, là ranh giới.
nghĩ là bài thuyết trình của em kết thúc, và nếu mà sau này thì em nghĩ là sẽ có phần thắng thua, tại vì hiện tại là trò chơi của em đang là vô tận, chưa có tìm hiểu thêm này. Em kết thúc. Rồi ok, thầy cảm ơn viết nhân đã hoàn thành phần thuyết trình của mình. Thầy sẽ nhận xét bài của thuyết nhân của viết nhân như sau. Thứ nhất là về kỹ thuật lập trình. Đây là một bài có kỹ thuật lập trình rất là tốt và rất là sáng tạo, đúng nhỉ? Bạn đã áp dụng và vận dụng được kiến thức để lập trình ra một trò Pong game, đúng không? Và con chạy lại chương trình đi. Con chạy lại chương trình. Đấy. Và mình sẽ có người chơi, một bên là người chơi và người chơi một bên là máy, đúng chưa nhỉ? Về kỹ thuật lập trình bài này, một là mình đã vận dụng được các kiến thức mình đã học từ việc vẽ các nhân vật, nhân vật chuyển động, sử dụng nhấn phím, đúng chưa, hiển thị điểm số, là mình đã đều có đầy đủ rồi. Duy chỉ tiếc một cái là bài mình có âm thanh không đấy, hơi tiếc một chút. Nếu mà giả sử mình Có thầy ơi, tại vì đây này thầy, thầy thầy chưa thấy con chia sẻ âm thanh. đây này thầy có âm thanh luôn nhưng mà không không nghe được, để con chia sẻ lại, con không biết sao nữa. Thôi thôi, con dấu 3 chấm ấy, ở trên màn hình cái thanh mụ của Zoom ấy có dấu 3 chấm. Dạ Đấy, nhấn không vào xong rồi nghe nhấn sao nút luôn, nó không xoay nghe sao, đúng sao. rồi. Dạ chưa lại. Ok, thử lại nào. Thầy nghe được không thầy? Rồi ok, thầy nghe thấy. Tít 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 này đúng không? Rồi Dạ đúng ok, rồi. con có thể dừng. Con thể dừng dừng đó. Và đây thì chúng ta có thể thấy bài của bạn đã có khá nhiều chức năng sáng tạo, từ việc lập trình cho thời gian đếm ngược, lập trình cho cái quả bóng nảy đi nảy lại trên màn hình, đúng chưa, rồi lập trình quả bóng khi kết thúc một điểm xong lại chơi lại, bắt đầu một lượt chơi mới. Và trong bài của viết nhân cũng đã sử dụng những kiến thức chưa được học trong khóa học mình áp dụng thêm. Và ví dụ như là gì, ví dụ như là tạo ra một cái Giá vẽ ra một cái hình ảnh, rồi đếm ngược thời gian, cái hàm clock khá là hay, cũng như lập trình để xử lý va chạm đấy giữa trị. các nhân vật. Và mình cái phần vận dụng của bạn ý rất là hay nhá, về lập trình hướng của nhân vật. Ok chưa, thì bài của mình đấy, một số hàm, một số kiến thức bạn ý chưa được học, chúng ta chưa học, bạn ý đã tìm hiểu thêm. Và thông qua phần giải thích của viết nhân, chúng ta có thể thấy là bạn khá là hiểu về chương trình đấy, mình vận dụng kiến thức và mình hiểu về kiến thức đấy. Ok chưa? Mình làm chủ được kiến thức và mình áp dụng vào chương trình Để có nhá, đi kể cả cái nhiều hàm. hơn có thể đâu. Rồi, ví dụ như cái hàm, kể cả cái hàm gì nhỉ, kiểm tra va chạm này chẳng hạn. Đấy. Cái hàm va chạm này cũng là cái phần kiến thức mới bạn ý dùng để kiểm tra va chạm giữa một cái hình chữ nhật. Ok chưa? Đấy, thì đây là một kiến thức mới mà bạn ý đã tự tìm hiểu thêm được chưa nhỉ? Thì đấy là phần nhận xét của thầy về phần kỹ năng, về cái kỹ thuật lập trình khá là tốt rồi, ok chưa? Viết nhân chạy lại chương trình, chạy lại chương trình một chút. Thầy comment thêm một chút về cái gameplay, nếu mà giả sử như mình làm được cái phần cho cái góc hướng của nó khác nhau đi nữa thì tốt quá. Đấy, thì cái này về như thầy đã nói rồi, mình nghiên cứu thêm. Phần đồ họa đáng khen thêm một phần nữa, đó là mình tự thiết kế. Hầu như đa phần các bạn khác. Ok, con tạm thời dừng đi, hoặc là con tắt xe âm thanh, hoặc là con tắt tắt xe âm thanh để đỡ, để nó đỡ cái gì tiếng. Ok chưa nhá. Ở đây có một phần đáng khen nữa về phần, đồ họa, là đồ họa tự thiết kế. Đa phần các bạn khác đều là gì ạ, lấy trên mạng cho nhanh, đúng chưa, tải luôn trên mạng. Nên ở đây 100% là đang tự thiết kế đây này. Ok chưa nhá, khá là tốt rồi. Ngoài ra thầy riêng phần kỹ thuật lập trình, thầy sẽ gợi ý, thầy có một cái phần nữa để nhắc các bạn thêm, đó là cái phần thời gian đếm ngược rất hay. Trong các buổi học trước thì thầy đã gợi ý qua rồi, thời gian đếm ngược của chúng ta thông thường chúng ta dùng để làm gì ạ, đợi một cái gì đó, đúng không, chúng ta mong muốn là wait một cái khoảng thời gian nào đó đấy, ví dụ như cứ nhảy đếm ngược các thứ. Thì chúng ta có hai cách làm chính, các bạn có thể sử dụng gì nhỉ, các bạn có thể sử dụng kiến thức mới, giống như viết nhân sử dụng một cái kiến thức mới, đó là gì, sử dụng clock, đúng chưa, cái clock. Nhưng ở đây nếu các bạn không sử dụng kiến thức mới, liệu có làm được không, thì thầy đã gợi ý rồi là có thể làm được thông qua việc gì ạ. Có bạn nào, chắc các bạn làm kiểu gì, làm sao để đợi một khoảng thời gian đấy, ví dụ như mình làm gì chứ, đếm ngược 3 2 1, cứ 1 giây đầu tiên là số 3, đợi 1 giây số thứ hai, đợi 1 giây số thứ một, thì theo các bạn làm kiểu gì, không dùng kiến thức mới, không dùng thư viện nào mới.
không dùng cái hàm gì mới, các bạn làm thế nào? Hoàng Minh, Con nghĩ là dùng biến để tìm ra là để em gì? để còn là mỗi sẽ có một cái vòng lặp và Đấy, ví dụ như cứ 3 rồi đợi 1 giây sau lại 2, đợi 1 giây sau 1. Làm sao để mình đợi một khoảng thời gian từ 3 xuống 2 xuống 1, và trong khoảng thời gian đợi làm sao các nhân vật khác, các chương trình khác vẫn hoạt động được bình thường. Đấy, làm sao mình đợi được khoảng thời gian 1 giây như này. Và chương trình vẫn phải hoạt động bình thường nhé, các nhân vật khác di chuyển vẫn cứ di chuyển, nó không dừng lại, không được ngắt quãng hoạt động. Rồi, ok, ở đây thì thầy gợi ý nha, bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian, thầy sẽ gợi ý thêm, đó là gì? Chúng ta có thể sử dụng một cái kỹ thuật link giống như là gì ạ? Chúng ta đếm frame. Được chưa? Đếm frame, đếm số lần lặp của cái việc cập nhật giao diện. Ở đây cái này chúng ta đã từng thầy đã giới thiệu rồi, một khái niệm là FPS đúng không ạ? Frame per second. Vấn đề ở đây là gì? Trong vòng lặp của chúng ta, vòng lặp cập nhật giao diện của chúng ta, 1 giây, giả sử 1 giây thầy có bao nhiêu ạ? Ví dụ như 100 frame, để cho nó lại 100 lần. Đấy, nó lại 100 lần, con quay lại cái vòng lặp while để cập nhật giao diện. Vòng lặp while cập nhật giao diện. Đấy, ví dụ như trong 1 giây nó lặp lại được 100 lần. Đúng không? Trong 1 giây lặp lại 100 lần. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể làm sao? Không cần dùng cái hàm tick hay là thư viện nào khác, hay hàm clock, không cần dùng kiến thức mới. Ví dụ như 1 giây nó cái vòng cả vòng while này thiện 100 lần, như vậy chúng ta có thể dùng một biến tăng tăng dần cái biến đấy lên trong vòng lặp while, được chưa? Nếu mà biến đấy làm sao tăng 1.000 giá trị thì chứng tỏ là bao nhiêu giây trôi qua? 10 giây trôi qua, đúng không nào? Cứ 1 giây là sao nó tăng được, lặp lại được 100 lần, chúng ta phát hiện ra 1.000 lần lặp đã trôi qua, như vậy nó đã qua 10 giây. Đấy chính là chúng ta có thể dùng được cách này, ok chưa? Và thực tế thì chúng ta không cần phải ước lượng chính xác, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể ước lượng cũng được. Đấy, còn cái việc cái khái niệm liên quan đến thiết lập chính xác cái FPS cho chương trình, được chưa? Cái frame per second, 1 giây mình mong muốn nó phải lặp lại bao nhiêu lần. Liên quan đến phần này thì chắc đến khóa nâng cao cơ. Sáng chúng ta có khóa cơ bản nâng cao sáng tạo, chuyên sâu, đến khóa chuyên sâu chúng ta sẽ được học. Ok chưa? Đến khóa chuyên sâu chúng ta sẽ học nhá. Rồi, đấy là nhận xét qua một chút về cái kỹ thuật lập trình trong bài của viết nhân và mở rộng thêm, được chưa? Nếu bạn nào mà muốn lập trình chức năng đợi thì có thể nghiên cứu thêm nhá. Ngoài ra thầy sẽ nhận xét về cái kỹ năng thuyết trình, bài của Trúc Nhân về cơ bản là nội dung thuyết trình khá đầy đủ, tuy nhiên riêng phần mô tả chương trình là đang chưa đầy đủ và cần phải bổ sung thêm. Con trai lại chương trình, khi viết nhân mô tả chương trình thì sao? Ban đầu mình còn chưa mô tả bên nào là người, bên nào là máy, mình chưa mô tả dùng phím gì để điều khiển, là đang sơ sài ở cái phần đấy nhá, đang sơ sài phần đấy. Thầy nhắc lại rồi, chúng ta cần phải hướng dẫn sử dụng thật chi tiết, đúng chưa? Người chơi, người xem, người người theo dõi bài thuyết trình của viết nhân có thể là chưa nhìn thấy cái bài này bao giờ, đúng chưa? Chưa nhìn thấy cái bài nào bao giờ, không biết chơi như nào, dùng phím gì để điều khiển, và bên nào là người chơi, bên nào là máy, mình cần phải mô tả chi tiết hơn, ok chưa? Thì mình sót mất cái phần đấy. Ngoài ra thì các phần khác thì khá là đầy đủ rồi, ok chưa? Còn phần kia về còn về cái phần kỹ năng nói của viết nhân thì viết nhân nói cũng khá là tốt, bài trình bày tự tin. Ở đây viết nhân làm mà mình hiểu về bài này nên là viết nhân trình bày rất là tự tin. Và thầy nói thêm một chút về cái nội dung thuyết trình, thầy quay lại một chút về nội dung thuyết trình, thầy sót mất một phần, đó là phần mô tả lệnh thực hiện của mình giống với cả thì nhờ hai anh quân đang bị làm sao, đang bị tàn trải quá, mình đang chưa tập trung vào một chức năng, mình đang giống như là gần như là mình đang giải thích toàn bộ cả chương trình luôn, đang bị dàn trải quá nhá, và khiến cho làm sao nó đang chưa tập trung đủ chi tiết vào một cái chức năng mà mình lựa chọn, ok chưa? Sau mình có thể các bạn khác thực nghiệm là mình chọn một chức năng nào đó thôi và mình giải thích thật chi tiết cái chức năng đấy, tránh bị dàn trải cả toàn bộ cả chương trình sẽ khá là mất nhiều thời gian, ok chưa? Nhá. Rồi, thì đấy là thầy nhận xét về bài của viết nhân, được chưa nào? Như vậy viết nhân đã hoàn thành xong phần thuyết trình của mình. Rồi tiếp theo là Tuấn Nam nào, sau Tuấn Nam là Hoàng Minh, nhanh nhanh nhá. Đấy, các bạn khác sẽ rút ra rất nhiều kinh nghiệm, đúng không nhỉ? Và rất nhiều phần kiến thức mở rộng.
Rồi mời Tuấn Nam nào. Hoàng Minh chuẩn bị nhá. Đấy, chuẩn bị sẵn, chạy sẵn bài đi. Để tránh mất thời gian. Đợi. Alo, Tuấn Nam có gặp vấn đề gì không?